Dạ kính thưa quý ông bà cô chú, à, trở lại với video hôm nay à, của Đời Con Lai cũng như là à, Cuộc Sống Trần Family à, Có vài lời gửi đến à, với quý ông bà cô chú của mình à, Lời nói đầu tiên, à, Đời Con Lai xin chân thành à, xin lỗi quý ông bà cô chú của mình vì đã có cuộc hẹn à, với Andy À, lúc sáu giờ rưỡi chiều để mà hai anh em lên chia sẻ cùng à, những cái trong từng vui buồn và trong cái cuộc sống của hàng tuần để mà chia sẻ với quý ông bà cô chú của mình nhưng cũng vì à, à, có một chút chuyện à, cho nên em không có à, à, tham dự trong cái à, live stream của 6 giờ rưỡi chiều hôm nay à, cùng với anh đi à, vì lúc mà 4 giờ thì em cũng chuẩn bị xem cái link qua để cho anh đi để rồi hai anh em chuẩn bị à, lên để mà chia sẻ với quý bà cô chú của mình thì lúc đó thì anh đi lại gọi qua cho em nói rằng là anh ơi chắc có lẽ là à, em không có lên được cái livestream với anh tối hôm nay vì con của em nó không biết sao mà hai ngày nay nó đau bụng À, nó ôm cái bụng thì à, em đã đưa nó vào trong IO, ER. Hai vợ chồng em đang ở trong IO ER để coi coi cháu nó như thế nào. Thì thật sự mà nói lúc đó nguyên bà cô chú biết không, em không nghĩ đến cái livestream là không nghĩ đến một cái gì nữa hết, chỉ nghĩ đến một đứa trẻ là nói Andy à cái chuyện đó không thành vấn đề, em cứ lo cho con của em, đó là một điều quan trọng. À vì à, đó là cái mạng sống của một đứa trẻ thì em phải nên lo còn cái vấn đề live stream thì mình không được hôm nay thì mình sẽ làm cho ngày mai à, mình rất là còn có nhiều thời gian để phục vụ với quý ông bà cô chú của mình còn cái phần còn lại thì để anh sẽ lên à, cáo lỗi cùng với quý ông bà cô chú của mình thì à, quý ông bà cô chú cũng biết à, giữa em với anh đi thì chỉ biết nhau qua trên à, mạng youtube thì cũng từ cái youtube mà anh em biết nhau với, tới bây giờ Thật sự mà nói hai anh em quen nhau cũng như là một người anh em trong gia đình à, mỗi ngày nhiều khi gọi nói chuyện tâm sự, những cái buồn vui trong cái cuộc sống để rồi chia sẻ để mà anh em càng ngày càng à, hiểu với nhau. Thì à, coi Andy như là một à, người trong gia đình của em cũng như Andy cũng coi à, đời con lai này cũng là trong gia đình của Andy. Cho nên hai anh em nói chuyện cũng hạp lắm, nói chuyện cũng cười giỡn vui vẻ với nhau và uh, có những cái uh, san sẻ những cái uh, giỡn hết trong những cái đối thoại qua uh, điện thoại thì uh, khi nghe tin của cháu như vậy thì mình cũng rất là xót thì cũng không biết như thế nào thì hôm nay em chỉ lên đây để mà uh, cáo lỗi cùng với Quyên bà cô chú để rồi uh, hãy uh, Uh, cầu nguyện cho cháu và con của Andy uh, để mà cháu được uh, sớm ngày mạnh khỏe để trở về với gia đình và học hành với uh, như một đứa trẻ khác để cho cháu nó được uh, uh, mạnh khỏe hơn vì cái cơn bệnh này thì thật sự mà nói Andy cũng có tâm sự với em thì làm hình như là cháu đã bị rằng là viêm uh, ruột, uh, ruột thừa vì đã đau bụng nằm ôm cái bụng cho nên à, khi mà siêu âm ra thì nói rằng là bị viêm à, ruột thừa cái đó thì có thể rằng nếu mà chảy nể một ngày thì có thể là mất đi một cái tính mạng ở đây là một cái vấn đề rất là lớn à, thì cũng mong cô bác anh chị của mình à, cùng nhau để cầu nguyện và à, cầu nguyện cho cháu à, là con của Andy để cháu được à, à, sớm ngày lành mạnh để mà trở về với gia đình à, hiện giờ thì andy và vợ của andy cũng đang ở trong bệnh viện và bây giờ cháu đã được chuyển qua bệnh viện khác đó là bệnh viện cũng như là bệnh viện nhỏ của à, nhi đồng vậy đó để rồi để tiếp tục mà theo dõi trong cái cuộc à, à, uống thuốc có thể được hay là không hay là có thể tiến hành theo à, cái, cái việc mổ xẻ nữa thì cũng hy vọng rằng tất cả mọi chuyện được bình yên trong gia đình của Andy thì uh, Andy à, em hãy cố gắng lên tất cả mọi người cũng như anh và quyết ông bà cô chú này à, cũng sẽ cầu nguyện cầu sinh với ân trên với tất cả um, cho cháu được sớm ngày à, mạnh khỏe để rồi à, à, cháu sẽ đi về trùng à, cùng với cha mẹ để rồi vui vẻ lại như ngày nào À, một lần nữa xin à, quý bà cô chú à, hãy bỏ qua những cái à, live stream của buổi tối à, hôm nay và hãy cầu nguyện cho cháu là con của andy và em xin à, cảm ơn à, những lời cảm ơn chân thành đến với quý bà cô chú của mình và xin chào